không có thì lấy cái khác không biết. Bù vô cho nó đẹp 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 coi. Đó, cái mai của đây của ông anh à. À. Đâu cái hạt ngổ ngổ ta? Cái hạt ngổ á. Chưa bây giờ thấy. Để khi bị cách ly giờ gặp mai cho mừng quá. Thiệt. Chị đúng rồi, giả ba lớp đó. Đây nè, cây này cũng vậy nữa nè. Đó. Cây này mạnh như trâu rồi. Chị giả ba lớp của em nè, nó. Giả ba lớp đàng hoàng. Còn cái cúc tây ninh nữa kìa. Ghép được đầu sống, còn cái kia ghép được đầu rất mẹ hết. Sống cây nào đó, cây nó có hai cây sống được đầu. Cúc tây ninh đâu vậy? Chết rồi hả? Rất mẹ nó rồi. Đủ. Ghép lại đi. Sống quá chứ có mẹ gì đâu. Cúc tây ninh thì nó cũng đẹp, nghe nó cũng đẹp mà. Cái mày mấy giống nó còn hiếp hơn nữa mà có gì đó, cây đó nữa đó, cây đó là cây gì về gì luôn, cái gì cái quần què ông nội má, cái quần què rồi lắm đó, cái đó cây của mày đó, còn con cây này lớn lên cứ nó sống rồi mà tao mở ra làm sao mà nó cái gì nó đùng quá nó không có sợ nó. Ừ, nó sống rồi nhưng mà nó không có bắn được, không bắn được, sẽ muốn ghép thì lấy ghép lại cái cây đó. Chuyện gì sức chứ? Có mấy cây. Đâu cái này cái cây linh sam phải không? Hả? Thông thăng hả? Cần thăng hả? Đây linh sam nè. Đây cái linh sam. Cây 10 giờ hết rồi. Bây giờ chứ muốn bữa nào cho em ít mấy cây 10 giờ coi. Bên nhà vợ cũng đang trồng. Bỏ vô lấy bây giờ đâu lấy. Đó cây mai của mình rồi đó. Như đám rừng ha. Thì giống gì đi. Siêu nụ ha. Ủa cái này siêu nụ hả các bạn? Đây mai cẩm thạch rồi, linh sam đây ông anh mình cuối năm sẽ có bán mai ha, em có thì ủng hộ mình chỉ để mình xin địa chỉ này, cuối năm này sẽ có anh em có bán mai, cũng mai nhỏ lùng lùng á, giá bình dân mà dễ xài mà giống chúng mà đẹp không nha. Đây 10 giờ nè, 10 giờ nhiều loại. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you.
tên gì anh bạn?
bông màu tím hả? Đúng rồi đó, anh chủ nói là cái bông bằng cái tô mà màu tím luôn nha. Đó muốn cuối năm thì cái bông không có, gặp anh chủ thì gì hết nha. Đó cái này nó hơi đậy, ảnh do anh đi làm nhiều quá hơi bị héo lá xíu, do công việc anh nhiều quá ảnh chăm không được kỹ. Mà bông này là rất khó chăm mà cẩm thạch nha, phải tập trung nó mới chăm được cái này, phải như loại mai khác nha. Mai này rất khó ha, ai đam mê thì mình sẽ làm được thôi ha. Cái này nè anh chủ nói là tết là không được là anh cho luôn nè. Đó anh nói rồi đó, anh nói tết tặng thêm tiền luôn, thấy không? Đạt chưa? Anh đúng rồi. Má giờ không nhớ tên nó luôn á. Ngay tròn. Quẹ. Không có đồ quay kẽm hả? Cái đồ bánh xe quay quay á. Đâu không thấy. Đem ra cho tao quay được đẹp đẹp đồ. Như cái này nữ hoàng hết rồi hả nữ hoàng? Đây nè, đó. Nữ hoàng nè, đẹp chưa? Nữ hoàng đẹp nữa ha. Cái nụ nè. Năm nay có bông nhiều không bạn? Năm nay ra nhiều không bạn? Ừ. Mấy cái nhỏ này được rồi này, còn lớn xíu lớn xíu không được. Này nhỏ nhỏ quá. Thôi. Được. Bán cây tặng cây đúng không? Đó. Đây. Còn nếu mà không được thì cho thêm 100.000 nữa thì chờ. Đây là anh chủ nó là cuối năm á, bán được là tặng bán một cây tặng một cây đó, nhiều khi không bán được là cho thêm tiền luôn nha. Đó một tay bông tặng thêm 100.000 nữa, anh nói là anh tuyên bố vậy đó nha. Cứ ghé ngay qua cà phê bonsai dán hương lá thiêu nha, rồi gặp anh chủ dễ thương nha. Đó mình sẽ đây kia giống mai nữ hoàng ha. Đó đẹp chưa, đới này đó, thấy chưa? Ở đây là sưu tầm những giống mai lạ nha, đọc nha, giá thì hỏi các bạn nha, siêu rẻ luôn nha. Cho anh em đam mê thì chơi nha. Ở đây mình quay siêu phẩm cái cây nữ hoàng ha. Chút nữa mình sẽ để số điện thoại lại nha, cho anh gặp anh chủ nha, đẹp trai dễ thương nha. Địa chỉ luôn nha, cho mình những anh em mà chưa mai thì mình sẽ tham gia học hỏi nha. Đây cái ngọc mai ha, bông đó nè. Sẽ quay ha. Đó. Đẹp chưa, ngọc mai nha. Nụ nè. Tết cái này là đẹp luôn á. Nụ quách trời thấy không, cái này dễ chăm lắm nè, ngọc mai nè, mà bông nó đẹp ha. Cái này nhà mình nhỏ nhỏ và chùm cưa này nữa ha, mình thích này ha, nhỏ nhỏ nó đẹp nè. Mình bỏ ngoài hiên á, dễ chăm lắm. Cái mấy cái mai coi nó rất dễ chăm ha. Giống mà này đẹp mà nó đẹp mà lạ nữa. Ngọc mai.
Đỏ dữ à? Tưởng có mấy trái ở đằng đây nó hơi chín chín chứ. Đỏ dữ chứ. Còn cái này sâu mà. Mấy trái à? Hết rồi không ông? Hết rồi. Chín đốn cây mẳng luôn á. Trầu ở trên kìa, ngóc luôn. Đây là thành quả nè. Ông anh ghé Bình Dương rồi đây, hai mận này. Mận nguyên chắc luôn nè nha. Nãy có con sâu không? Đây mình quay con sâu nãy của trao. Trên chảnh còn mấy con sâu, mình quay mấy con sâu cho coi nè. Đó mận sạch nha. Đó. Các bạn cứ ghé bonsai Giáng Hương Bình Dương nè, đó. Vừa có mai nè, vừa có mận nè, đó. Đây là nè, đây là hoa giấy nè. Đây, đây địa chỉ ha. Đó, các bạn có yêu cầu hít mai và giao lưu về mai ha, mình ghé gặp này nha, địa chỉ này đó nha.